cái quy trình nó là một cái sườn cơ bản theo cái chuyện là sử dụng phân thuốc còn cái chuyện mà mình nhìn cái vườn của mình mình điều chỉnh mình tăng giảm thì cái đó là người chủ vườn là người nắm rõ cái vườn của mình hơn Fino đổi mới nông nghiệp Việt thì mình nhìn cái cây của anh á là nó hơi bị thiếu sức sống cái đọt nó cũng bị thiếu nước thiếu dinh dưỡng cho nên nó mới bị nhăn nhăn nó mới bị dúng 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 ở đây tức là nó bơm không có đủ lực cho nên là cái trường hợp này nó hai cái vấn đề mình cần phải quan tâm thứ nhất là bộ rễ thứ hai đó là dinh dưỡng nếu như mà nó bị bộ rễ tức là khi mà anh đã bón hoang rồi sau 5 đến 7 ngày mình thấy là mình đã bón hơn rồi mà tại sao một số cây nó lại không có bật lên. Vậy thì có phải là cái bộ rễ nó có vấn đề nó mới không hút được. Thì mình phải tập trung mình thúc, mình kích cái bộ rễ mới ra. Mình có thể tưới humic, mình có thể tưới GB90 để cho nó bật cái bộ rễ ra. Rồi mình thấy cái cây của mình nó hơi bị ốm phiến lá nhỏ, màu lá không xanh, đọt không mập. Lá nó không to phè ra, nó hơi tum tấm lại thì mình phải bón thêm phân bón chứ không phải là mình bón cái phân mà ba số 15 mà một hecta 5 kg mà anh để tới 18 ngày có nghĩa là nếu như nó là loại phân hữu cơ thì anh để 18 ngày nó được còn cái này nó là một cái loại phân một màu tan nhanh thì trong vòng khoảng 10 15 ngày là anh phải bón lại rồi thậm chí là có những cái vùng đất như là đất sỏi cơm hay là đất pha cát nhiều quá thì nó trôi dinh dưỡng càng nhanh nữa thì mình bón xong rồi 7 đến 10 ngày sau mình nhìn thấy nó chưa đủ thì mình phải bón thêm. Còn cái trường hợp mà nó hơi bị vàng vàng cái lá chân, cái đó là nó bị thiếu đạm, nó bị thiếu dinh dưỡng, nó mới gũ bỏ cái lá già ở bên dưới chân chứ không phải là nó bị bệnh đốm lá ướt rụng lá chân mà nó bị vàng cái kiểu đó. Rồi thêm một cái nữa là khi mà một cái cây nó dư dinh dưỡng quá, nó cũng dễ bệnh, nhưng mà nó thiếu dinh dưỡng thì cái sức đề kháng của nó kém thì nó vẫn bị bệnh. Đó là cái vấn đề mà mình cần phải quan tâm. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ. Đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.